Hello, xin chào mọi người. Như đã hứa thì video hôm nay mình sẽ swatch đủ 4 màu son siêu hợp cho mùa thu của bộ son Mercy Metal Tint nha. Thiết kế bao bì vẫn là kiểu vỏ giấy thông thường, có in tên hãng cùng màu son và dòng son. Thỏa son bên trong đặc biệt hơn, được thiết kế phun khối nhựa trụ tròn cùng màu với màu son bên trong. Mình luôn thích kiểu vỏ này vì rất dễ phân biệt. Bắt đầu với màu đầu tiên M1, đây là tông đỏ nâu trầm có base hồng trung tính, rất dễ dùng và phù hợp với mọi tông da ngay cả trên mặt mộc. Chất son của Mercy lần này mình đặc biệt thích hơn cái dòng trước đó vì mướt hơn, mềm và ẩm môi hơn. Chất son lỏng vừa phải và rất dễ tán. Khi tán son rất đều và mướt chứ không hề bị lặn cặn xíu nào. Đánh lòng môi hay phun môi đều rất xinh. Chất son của em này đồng đều cho cả 4 màu son luôn nên rất dễ cho mọi người mix các màu son với nhau đó. Tiếp theo, M2 có giống M1 một xíu, vẫn là tông đỏ nâu nhưng em này nhiều sắc nâu hơn, đậm và sẫm hơn hẳn so với M1. Màu này có pha ánh cam nên màu son trầm đậm và nhìn hút mắt hơn. Màu này nếu đánh phun môi hay lòng môi đều rất xinh và tôn da luôn đó. Độ cọ đánh son của Mercy Melon Tint lần này rất êm và lấy son vừa đủ, vì môi cũng rất là dễ dàng. Bản màu son lần này quá đỉnh vì tập trung toàn tông đỏ đất nên thật sự màu nào cũng xuất sắc đó mọi người ơi. Rất là khó để cho mình có thể chọn ra một màu mà mình thích nhất. Chắc chắn mọi người không nên bỏ qua bộ son này đâu nha. Sang đến M3 thì màu son có phần tươi tắn hơn một xíu và ngả hẳn sang cam, tuy nhiên vẫn rất xịn và dễ dùng. Màu son này không bị nhạt để làm bợt da mà lại tươi tắn vừa phải làm cho khuôn mặt đáng yêu và trẻ trung lắm luôn á. Có thể gọi đây là một tông cam đất ánh đỏ nhẹ cũng được. Đánh tới cây thứ ba này, mọi người có thấy mê chất son này giống mình không vì rất đều và mướt. Son không xét lì hẳn lại trên môi mà rất ẩm và mướt môi, tạo nên hiệu ứng mờ blurry ẩm miệng cho đôi môi cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Cũng chính vì vậy nên độ bám của son không quá cao và phần tint bám lại cũng dễ tẩy đi hơn, không bị base hồng như các dòng velvet tint trước đó nữa nên mình rất là thích điểm này vì môi dễ chịu hơn hẳn. Son vẫn sẽ dây ra một ít khi sinh hoạt và chỉ bám được ở mức trung bình từ 3-5 tiếng nếu không ăn thôi. Tùy vào kiểu đánh son của bạn thì sau khi ăn son sẽ trôi nhiều hay ít nha. Base màu sau khi trôi sẽ trùng với màu son luôn nên mọi người không cần lo nhé. Cuối cùng, màu M4 là màu đậm nhất trong bảng màu lần này. Nhìn thân son có hơi sợ màu bị đậm và móng tôn quá nhưng hóa ra đánh lên cũng xinh phết đó chứ. Đây là tông cherry base hồng tím đậm, phù hợp cho những bạn cá tính mạnh một xíu ha. Nếu trong mê màu này rồi thì mọi người nên trang điểm để không bị xỉn da hoặc có thể mix trong lòng môi cùng với các màu son khác cho dễ dùng hơn. Màu son này cũng khá là kén men răng nên mọi người nhớ lưu ý thêm khoản này nhé. Mặc dù là màu đậm nhất và dễ lên lỗ nhất nhưng chất son của Mercy vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm mướt môi nên chốt lại là mình cực kỳ mê bộ son này và highly recommend mọi người mua thử một em về dùng. Em son này có giá vô cùng đáng yêu, dao động từ 150 đến 200 ngàn tùy shop thôi nên cực kỳ hợp túi tiền học sinh sinh viên rồi ha. Điểm trừ duy nhất là son có mùi trái cây ngọt khá nồng, mình thì không thấy khó chịu nhưng mà mọi người nên để ý thêm khoản này trước khi quyết định mua son nha. Nói chung thì mình cực kỳ mê bộ em son này của nhà Mercy và đây thực sự là một bộ son rất đáng để mọi người mua vì chất son đỉnh, màu đẹp mà giá lại rẻ nữa thì đâu còn gì để chê đâu ha. Vậy là mình đã swatch xong 4 màu son trong bộ sưu tập mới của nhà Mercy rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video lần này. Đừng quên like và nhấn subscribe channel của mình nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye bye.